tất cả mọi người nhá. Nay BM lên sóng mọi người một lô máy cưa siêu VIP nhá. Gồm những dòng rẻ tiền đến những dòng cao cấp. Gồm những hãng là Trung Quốc, Trung Nhật này, Makita, Shinaway, Estocurit, Makita, những dòng Shinaway đời mới. Đặc biệt con Havana, con 6XB. Lô này là toàn lô máy tuyển chọn, máy đẹp, xuất sắc. Tươi. Và vấn đề em giới thiệu từng cái máy một. Lô này em đã đặt tên là lô K, gồm 8 cái máy. Và vấn em giới thiệu con K1 và con Kamatsu. Nó số nó là KMAX 6800, hệ giá rẻ cho các bác nào thích máy rẻ mà mạnh. Xài con này là khá là khỏe nha, kích tầm 44 ly, 2C, khá là lớn dành cho bác nào rẻ mà mạnh. Máy nó sử dụng cây lam là 6 tấc nha mọi người, máy gọi là như mới. Bề ngoài khá là đẹp. Đấy, còn K1 bên em bán giá mọi người 1.1 triệu nhá. Khá là rẻ cho một con máy lớn dành cho bác nào đi khai thác tầm trung. Cũng rẻ và mạnh. Rồi em lên lên cây tiếp theo là cây K2, là một con Makita chủ Nhật. Máy đẹp như zin. Con này phải đẹp đến 9 nút nha mọi người. Số máy là Makita E280. Máy da băng nha mọi người. Ốc A cuối tinh. Cụt bền ly. Máy nó sử dụng cây lam là 4 tấc nhà xích trùng 4. Xích này khá là dày và hình xích mới. Các bác thử sơ là xài chứ. Lọc lạc thì máy tinh. Kèm tổng ốc vàng xăng dơ. Con K2 bên em đang bán giá cho mọi người là 1.7 triệu cho con K2 Makita E280. Rồi em lên tiếp theo con Makita. Mà ta giống con số 2 thôi nhưng mà là dòng tay dài. Các bác nào thích cầm hai tay nữa. Còn Makita số 2 nữa là một cây cột. Con này giờ đến là Makita. Số là E2835N. Tay dài nhưng mà về ngoài máy móc quá đẹp, nguyên zin. Ốc bác mới tình. Nó là bồ bồ. Zin của nhà xuất sáng. Ốc bác mới tinh này. Con này trang bị cây lam là 4 tấc nha, xích chuộc nó từ xích cũng là khá là dày. Xích này là rỗ sơ là các bác cưa thôi nha. Các bác nào muốn test nổ những cây máy này thì liên hệ với Zalo em test rời từng cây máy một các bác. Con K3 này em để cái các bác là giá 1.8 triệu nha mọi người. Khá là rẻ cho con máy tay dài. Cưa bền ly châu bò. Con nào muốn bền thì cái con này thì ba ok nha mọi người. Ok, rồi em lên tiếp một cây Shinaway. Này Shinaway nòng nòng nha mọi người. Shinaway này dành cho hệ các bác miền Tây rất ưa chuộng dòng này, cưa châu bò ấy. Những dòng nòng nòng này thì cưa rất là lì, bền. Đó, bề mày với móc thì đẹp như mới ấy. Bồ còn là đen thui nhá, như sừng zin của nhà sản xuất ấy, đen xi. Bề mày với móc với ốc ba cái mới tinh. Ốc lạc này. Này máy nó sử dụng cái làm nhông nhá. Này là 4 tấc, có thể được 3 tấc rưỡi được mọi người. Xích mini trên cái mốt xích này còn tầm 75%. Bề ngoài máy móc. Này. Số ra gì máy làm đây nha. Yeah, 346. Con K4 này bên em để các bác giá là 2.700.000 đồng. Trong con máy Shinaway, máy đẹp. 9 nút nữa. Các bạn nào kết chốt những con máy này thì liên hệ qua số Zalo. Muốn test nổ thì cũng liên hệ số Zalo nha mọi người. Lên tiếp cho các bác con số 5. Số máy là K5. Con Echocurit nha, đời mới. V, đời 4 số cho mọi người. V350 cục. Máy móc đẹp nguyên zin. Đây, quay một vòng cho các bác coi.
bạn nào muốn test nổ những con máy trên lô này thì các bác cứ liên hệ qua số Zalo, bên em sẽ test nổ rời từ con một luôn rồi. Mặt trước này lốc lạc. Rồi con này chỉ mỗi cái nắp này nó hơi bị bánh ấy. Bạc cho thời tiết ạ. Phải là sở hữu cây làm Latin. Và tức rửa nha, xích chủng 14, xích khá là dày. Phải rút sơ này. Seri máy nằm đây mọi người. Con này bật G bật trợ lực ấy. Sả, có xả áp không mọi người. Nó bơm xăng phụ e gió đầy đủ. Full chức năng, còn hệ thống băng xích. Đó, còn hệ thống băng xích full chức năng nữa nha. Con K5 này bên em đang để giá cho mọi người là 2.800.000 đồng một cho một con Echo Vivid đời 4 số nha. Máy đẹp. Rồi. Lên tiếp cho mọi người một con K6. K6 là một con Makita nòng đứng nha mọi người. Máy dành cho các bác nào đi khai thác thằng chung này, số máy này. Makita D4345. Máy này máy lớn dành cho các bác nào đi khai thác tầm trung ấy nha mọi người. Máy sở hữu cây lam khá là dài nhá, cây ra mấy 5 tấc rưỡi này. Xích trung 325 xích còn khá là dày đấy. Bề ngoài móc cũng quay cho một vòng. Con này đẹp thì tầm 95% mọi người. Tiếp tục nó chảy cho mọi người. Mặt lốc trước này gọi là không một vết gì. Đẹp không vết bô bổ trong đớt. Ốc an này, vi tinh này. Các bác nào muốn mạnh chơi những dòng này thì khá là ok khai thác tầm trung đấy. K6 ấy bên em để giá mọi người là 3.2 triệu. Hệ thống full chức năng có xả áp này mọi người. Full chức năng thắng trên và hoạt động nha, chúng ta có mở đó. Full chức năng. Ok, các bạn nào muốn kết chốt này thì có số Zalo. Test máy thì cứ lên hệ thống Zalo em mới test video giờ cho các bác nha. Theo em lên cho mọi người con Sinaway đời mới 46E2035S. Con này đặc biệt đời turbo nhá. Xài khá là lợi xăng nha mọi người. Con này cưa thì bao lợi xăng rồi. Máy trợ lực đời mới. Full chức năng hệ thống giảm rung bằng lò xo nhá. Con này cưa là khá là êm, không bị rung tay đó mọi người. Nó đầy được full chức năng bơm xăng phụ, e gió cũng rất mờ. Hệ thống trợ lực nhá. Này, mặt lốc đầu này. Mới 16 chưa kỳ vết nha, mặt lốc đầu chạy chỗ nhẹ bồ bổng dài, xài rất là ít nha, từ dần ta xài rất là ít. Máy nó sở hữu cây lam Latin này 3 tấc rưỡi, sức chủ từ xích này còn khá là ít nha, còn tầm 50%. Các bạn nào muốn đổi xích mới thì bù đến tầm 100.000 nha, muốn đổi xích mới cho mọi người. Đó, để máy nó móc là đẹp. Không tem tổng số kỹ thuật này. Nó con này thì full chức năng thắng sên trợ lực thì bao của nó cũng bao ok, bao hoạt động. Con K7 này bên anh em đang để giá mọi người 3.2 triệu một con Chiricway đời mới E2035S nha mọi người. Và kết số con này thì liên hệ Zalo. Vâng. Ơi khó nó mà kéo còn về tí chứ. Rồi, cây cuối cùng trong lô ngày hôm nay là cây Cubana. Số máy nó là Cubana 346 nha. Con này khá lớn nha, giống như Cubana 53 luôn. Máy nhỏ 353. Con này bề ngoài dàn đồng ngoài thì nó bạc theo thời tiết mọi người. Bề ngoài nó tầm đẹp 85%. Cái sân đầu này. Bô bồng này, xài này khá là ít nha mọi người. Máy nó sở hữu cái lam tầm 6 tấc nha. Lam Sinaway luôn. Xích bên em nó thay mới này. Chung 25 bên em nó thay mới. Con này thì lấy bãi về thì nó thiếu một cái thắng sen. Cái tay cầm chắn ở đây nó đã thiếu. Thế từ bên nước ngoài nha mọi người. Đây, làm chân la. Vòng bên ngoài mới móc. Đây, eo nó cũng có mực đấy nha mọi người. Con nào muốn mạnh mà đi khai thác tầm trung thì quất những con này thì bao êm nhá. Đặc biệt nó xài hệ thống nhúng lò xo, cửa không bao giờ bị ê tay. Rồi, con K số 8 còn cuối cùng là bên em đang để một giá cho mọi người là 4.700.000 đồng nha mọi người. Khá là rẻ cho một lô máy hôm nay. Toàn máy đẹp. Rồi.
rồi, em đã quay xong 18 cây máy lô K này. Các bạn nào muốn kết chốt, muốn xem video test máy giờ ấy, thì liên hệ qua số Zalo bên mình nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, chào mọi người. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay bên em lên sóng mọi người một con siêu phẩm Cineway 346 nha. Nòng 5. Máy để ngoài máy móc đẹp như zin. 9 nút cho mọi người. Nước bô còn sơn đen cho mọi người, zin đen xi. Nó bề máy móc khá là ok. Đó, mặt lốc đầu khá là đẹp luôn. Máy đang sử dụng cây lam là 4 tấc nha, khoảng cách được 3 tấc rưỡi. Xích midi trên 1, xích này khá là dày nha. Các bác về giữ sơ là sao. Em mà phê trục chặt có bình chứa xăng này, chứa thải này. Công tắc mở, nghe gió cho cả các em. Và vấn đề em test nổ tiếng máy này cho mọi người nghe nhé. Kết chốt con này thì liên hệ con số Zalo bên mình nhé. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay bên em lên sóng mọi người một siêu phẩm Cineway nhé. EA2035S. Bên ngoài máy móc đẹp nguyên zin, 100% sản xuất từ Nhật Bản nha mọi người. Đó, máy đạp 9 nút, bác mới tinh. Đặc biệt con này hệ thống xài hệ thống turbo nhé. Rất là lợi xăng nha mọi người. Chụp giật trợ lực có to này, mình chất xăng này, chất thải này, chất sườn đầu thì khá là đẹp nhé. Máy nó sở hữu cây lam Latin là 4 tấc nha, khoảng cách được 3 tấc rưỡi. Xích chuột 1/4, xích còn khá là dày nhá. Máy hệ thống full chức năng. Đó, thắng xích còn hoạt động nha, ok nhá. Bên này có bình sử dụng bơ sang phụ này. Ghe này công tắc cũng mở. Đó, máy khá là đẹp. Có vấn đề em test nổ tiếng máy này cho mọi người nghe. Máy xài trợ lực mọi người kéo nhá. Kết chốt con Cineway này thì liên hệ số Zalo bên mình nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Đây thì em lên sóng giới thiệu mọi người một con Humana 346 XB nhé. XB rồi. Thì máy móc đạt 80%, máy móc nguyên zin, 100% sản xuất từ Thụy Điển nhé. Thì em mạc nó dập bên này đi mọi người. Tình trạng máy móc là lấy bãi về thiếu một cái đèn kháng. Bên mặt phía trục giật có bình chứa nhất thải, chứa xăng này. Bộ công tắc e gió nằm đây mọi người. Máy đã sở hữu cây lam mà dài của này tầm 6 tấc cho mọi người. Xích bên em đang hình mới. Nó lực bồ đủ sờn. Và vấn đề chính em test nổ tiếng máy này cho mọi người nghe nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay bên em lên sóng mọi người một con Kamatsu nhé, hàng Liên Doanh. Bề ngoài máy móc còn như mới tinh, bên em mới dọn rửa cho nổ cho mọi người. Máy đã sở hữu cây lam là 5 tấc rưỡi nha, xịp đại, xích là tầm 50%. Máy hệ thống full chức năng, thắng xích, công tắc mở này, trước cỏ gai, ép gió. Có hệ thống trợ lực cho mọi người. Máy lớn dành các bác nào đi khai thác tầm trung. Và vấn đề em test nổ tiếng máy này cho mọi người nhé. Máy này trợ lực thì mới kéo nổ. Đó, nó khá là mạnh.
mạnh nha. Các bác là muốn rẻ mà mạnh thì cho con này khá là ok. Kéo nhẹ rồi. Đó, nhớt lam ra đầy đủ nha các bác. Các bác là kết số của máy này thì liên hệ con số alo bên mình nha. Chào các bác mọi nha. Này anh em lên sóng mọi người một con tay cụt nha, Trung Quốc xuất Nhật. Bề ngoài máy móc khá là đẹp nha. Bên em mới vệ sinh rửa ráy sơ để quay test chi tiết cho mọi người nhé. Máy nó sở hữu cái lam Oregon là 4 tấc nha, khác nó được 3 tấc rưỡi. Xích mini trên 91 xích khá là dày nha mọi người. Đó, bóp bô vùng sang dỡ. Đời 2013. Cái này hệ thống và phun chức năng thắng xích đồ là còn hoạt động. Bên phía chủ dập của mình sẽ sang là chiếc nhất thải này. Có bơm thăng phụ này, e gió và công tắc mở. Bề ngoài khá là đẹp nha, bên em mới vệ sinh xong rửa thôi. Và vấn đề em test tiếng nổ máy cho mọi người nghe nha. Máy nổ khá là êm nha, nhốt nhào đầy đủ, giật nhẹ không. Đó, rồi ok, các bạn nào kết thúc con máy tay cụt này liên hệ qua số Zalo bên mình nhé.